Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục xong bắt Tây Ninh đi giăng lưới bắt sóc nữa nha bạn. Rồi, A Lĩ chào bạn coi. Chào các bạn. Rồi, đây đệ tử chào bạn coi, ngồi bên à. Nè, còn Phan Quyết, Quyết nằm đây chào nha. Bạn nha. Chín con nha các bạn. Rồi, xuống quay cận cảnh luôn, chui dưới rừng rú rồi, xuống quay cận cảnh cho bạn xem luôn. Đó. Một con sóc chà bá luôn. Này là kêu con chà bá lửa luôn nha. Rồi bắt đi, cái con lưới cầm này, cái bỏ vô xong cái lưới lại, bỏ đưa cái cột cái cọng này nè, mang từ từ, phải không? Anh heo nói con này con đực nha bạn, mà thật sự là con đực nha, trời ơi hai đứa giấy, thối thần luôn các bạn, kìm nữa rồi, dính, chú thấy đâu là không biết làm gì. Vậy giờ khó bỏ lắm. Rồi, không vừa luôn. Vừa xong vừa. Cột lấy cái dây cột rồi. Cột ngay này nè, cột miếng này. Cắn làm hai, cắn đi, cắn cái. Cắn. Lấy răng cắn một cái. Con răng nhỏ đều ăn gì rồi cả. Mẹ. Con này mẹ không cần. Sắp làm hai đi chứ cắn đấy không, sắp làm hai đi chứ một cộng cắn, cắn gì mà cắn không đứt. Nó sắp bị hai vậy đó, mấy chỗ cửa này. Mới xuống. Cột tận các bạn, bữa nay chuyển qua bỏ qua vậy cho nó đỡ chết các bạn chứ bỏ qua lòng kia chết không. Muốn được con chết không chứ không? Chết không? Có. Đồ, giờ cho vô trong lòng chuột nha các bạn. cầm kẽm nha, đừng bỏ mất kẽm nha, không có cột vô mạnh. Đây còn công nhùm nữa các bạn. Đây còn công nhùm nữa. Đây con sóc, một bên công nhùm một bên con sóc nha. Qua đây con cạp kìa bạn. Sắt kẽm không mà cạp cái gạp đạp đạp rạo rồi bạn, làm cái rạo mê quá. Lấy kẽm, lấy một kẽm lên nè. Heo kẽm nhưng đâu như rồi ở đây nhưng mà thấy có gì được không? Sắt người vô coi kìa, nhưng nằm trong bọc kìa, nhỏ chắc nó con chắc con đâu bự con đâu. Đẻ rồi, nhùm nó đẻ. Đó. Rồi bỏ vô luôn. Rồi, tạm ngưng video các bạn ơi, tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Rồi coi chu giữa rừng vậy nè. Giờ coi chu xuống dưới đây nè. Đó. Tự làm gì vậy? Tự. Tục video luôn bạn ơi. Chạy dạ đang thương chín con nữa các bạn, các con đã chui hang ở chỗ đó đó, chín con nữa các bạn, quay trực tiếp cho bạn xem mà. Cái này chắc xuống được, bắt lòng ra này chắc xuống được chứ không? Cái chú đây cho coi đó thử coi chú đâu chú lấy kẽm cột vô trong cái đó đó, kẽm cột vô trong cái vỏ đây chú lấy cho nó coi hai thằng tính thôi. Coi nè,
cắn kẽm nó trước đi, cắn kẽm nó trước đi. Bỏ vô, bỏ vô bạn ơi, hai con nha bạn. Con này con nhỏ chi nhỉ? Này nhỏ hơn chút xíu cũng là cũng bự mà. Thấy răng con chưa? Cắn cái ư. Cái gì vậy? Rồi, bọc lại luôn. Ừ, vậy đó. Hai con. Quá ừ. Chuyện sắp nó chạy là đi dẫn rồi lại ngăn lại chót. Rồi. Tạm ngưng video bạn ơi, tới điểm tiếp quay cho bạn xem nha. Giáo luôn bạn ơi, tới điểm này mình thấy được ổ rùi quá bự luôn bạn. Trời ơi, ổ rùi trà bá luôn. Ồ, mình đang vô mình quay cho bạn xem tận tường luôn nha. Ồ. Ồ kìa, bạn thấy không? Ồ, bạn thấy không? Ồ, ổ rùi nha bạn. Đó ổ rùi nha. Đó ổ rùi nha bạn. Đó mình chỉ ổ rùi rõ ràng cho bạn xem nha. Là cục bạc này chắc bằng bằng chừng cái á. Ồ. Hốt vô ấy chưa? Bằng này chắc cỡ bằng chữ cái á, bằng khúc vậy nè. Ngon nha bạn. Kệ nó, đi đi mà có hàng là mình ngon lành nha bạn. Thầy Lý đang đang chuẩn bị ấy đút khói nha. Bài bụng 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 của bạn. Bắt con mấy bị tử mình còn ăn. Ăn chơi nha bạn. Đó, ngon bài quá trời luôn mà. Tử phủ ấy trời ơi. Này lấy kéo cắt chứ kéo hả? Không kéo mà kéo không có đầy cái kéo mở ngoài xe quá để lấy rong rong lại lấy dao rong rong lại còn cái nó ăn không có đây mới nhận bạc. Ồ xuống nha. Ồ vòng xuống nha bạn. Trời ơi thiệt nè. Xong đi, nó gom rồi, xong gom rồi rồi. Đó, các bạn. Ây, ây, ây. Xuống nha bạn. Cận cảnh đồ cho các bạn đồ xem cho vui nha. Cận cảnh luôn. Rồi, ta lấy cắt nha bạn. Dướng gì trồng. Rồi, rớt cùng mặt luôn. Rớt cùng mặt luôn. Dướng cái dây đó. Rớt cùng mặt đó. Nhiễu đọp đọp luôn. Nó cùng mặt bể nha các bạn. Nè, cùng mặt bể nha các bạn. Thấy miếng tạng ra luôn. Miếng tạng ra quết mặt á. Rồi đi ra đây dùng luôn. Đó đem ra đây mình nè. Đó đứa kìa Lý đang quét tặng kìa. Ngon. Đưa cái tàn này coi. Rồi đi cái coi. Trời ơi, đủ má, thật không còn miếng nhỏ trên còn què với ăn tàn. Lồn đủ rồi. Mở bạn luôn không? Bạn à. Ăn tàn luôn. Cho ăn tàn được hay không? Gì? Đố ăn được không? Con heo kìa. Ông, 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 ông. Bao ngon các bạn. Nè mặt nhiễu nhão trên tàn mới ngon nha. Béo.
Mặn rã béo quá rồi. Có cây nằm đây. Cây. Cây gì cũng nhai đó. Cây. Đúng rồi nghèo. Chúng ta dính mặt không các bạn? Dạ thôi. Cầm lưới, cầm lưới, cầm lưới. Rồi, tạm ngưng video tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem coi. Ta dính mặt không? Tục video bạn ơi, tới điểm này nè mới lùa tới tới bắt được con hổ lãi các bạn. Không may. Chào bá luôn nha. Trời đang lột luôn nha bạn. Nè bạn. Cô đang lột luôn nè. Bận lắm bạn. Nè. Chào bá luôn nha. Mình đang lột luôn nha bạn. Nè, rồi đem lại bỏ bồng luôn. Ông ơi. Con rượu đã nha bạn. Đừng cầm vậy, cầm vậy dễ bị ấy cổ quá. Cầm cái đó dễ bị gãy cổ. Đó. Đó, rắn lột da đã quá trời luôn. Ốm, lột da. Nè em thấy da nè. Nó nhỏ hai lạng gì nha, ba lạng hai lạng mấy rắn bự lắm đó, bự hơn rắn bữa mình bắt trống rồi. Làm gì bự hơn điên, con bữa quyết chụp phải không, bữa mình chụp á, con chú ông chụp á, đó hiện nay bự hơn bây giờ mấy da mới đẹp ha. Kệ đi, có coi dây thun trong đây coi có không chụp. Đúng đã luôn nha bạn. Đó sướng nha. Kệ nó để bỏ vô đại. Bỏ đại thử cho lột. Thơm chứ cái đầu thì từ. Nó bự. Chú không? Chứ ngước cho mình. Đứt luôn hả? Nó kẽm à. Nó kẽm này ngoài. Ngoài gì? Cọt ở cái nó kẽm bên đây nè, kẽm bự bên đây nè. Nào. Nè. Lấy dao cắt khúc coi. Dao kìa. Mình máng. Cộng dài kìa, lấy cộng dài. Mở này ra không sao không? Không. Mình kẹm á. Không. Dạ, cắt vô ngay đầu nghe chọt chọt lớn à. Ừ, cắt vậy nó mới sợt, sợt đầu. Ồ, một con lại nữa nha bạn. Rồi, tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Rồi, tới giờ trưa rồi bạn. Giờ này cũng 1 giờ rồi. Rồi, mở bảo nước ơi. Mở bảo nước. Mở bảo nước. Ồ, lỉ rồi. Giờ này là nó thiệt luôn. Giờ là quá trời rồi. Thì bực bội ví dụ mà hôm qua nay nha các bạn, ba bữa rồi chứ, ba bữa nay là toàn là rắn khổng lồ không mà không bắt được con nào hết trơn nha các bạn. Một con đích thân thấy luôn là cũng khoảng 1,6 1,7 kg, rồi người ta báo thêm một con 1 kg mấy nữa, rồi thêm một con 2 kg nữa mà không có con nào bắt được luôn bạn ơi. Buồn quá trời buồn luôn, giờ không biết làm gì giờ. Trời ơi, thiện chán quá trời, muốn đi làm hồ lại các bạn. Rồi, mở bảo nước luôn nha. Trời ơi, thiệt. Giờ quá chán rồi. Chắc đi làm hồ lại quá, bỏ nghề luôn. Rồi, mở bảo nước luôn nha. Rồi, tạm ngưng video đi. Tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Rồi, tiếp tục video luôn nha các bạn. Tới điểm này thấy sóc chui vô ngay chỗ đống mì này nha. À, lỉ đang đào nha các bạn. Đó, con heo làm gì kìa. Heo múa gì á, heo múa rối hay gì á. Đó này,
to em lại quét 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 em lại hàng nữa đâu. À, dính nữa các bạn. Ồ, nữ tử mình. Nữ tử mình chụp bay chụp luôn. Nằm luôn các bạn, nằm chùm bẹp bạn chụp con sóc luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi. Mệt. Nữ tử mình ôm chụp luôn các bạn. Ôi trời ơi mệt. Chui vô hang nữa hả? Gơ khoái nằm hang lắm. Đi hang hoài. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngầu chui hang. Chính là đuổi quần nữa. Đuổi thêm quần nữa chắc chết luôn. Trời ơi, thở oxy rồi nè, sắp chết rồi nè. Trời. Cái gì? Kẹm nằm đó đó. Kém. Lấy cái vỏ ở đây. Đem cái vỏ ở đây. Trời ơi, lấy đồ rồi hết rồi. Em cái vỏ ra đây. Xúc được. Kim em cái vỏ hết rồi. Nó không đẹp bằng xúc nhà con. Quay lại. Quay lại hai cái trứng giấy nữa kìa. Trời ơi tiếp tục nữa. Đâu rờ thử cu ra làm sao. Rồi. Ủa má cu này bén à. Cũng khoan nhiều lỗ lắm à. Cu này quá bén à. Trời ơi thịt heo kìa. Xúc này đẹp bằng đẹp bằng xúc mình qua hết rồi. Xúc con đu xè rồi. Bông 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 bả. Tố này cái gì chặt chói. Hết rồi. Vậy bỏ vô cho vậy. Giao em dụng con lớn gì vậy? Con cứ bạc này đi. Em tài. Ủa sao? Trời ơi. Chào em biết không? Thì đưa vô cái chạy vô hả? Đưa cái em vô cái mình vô cái tay xuống cái. Vậy em tay vậy nè. Tay kia. Thử đi. Trời ơi. Thôi. Thử gì nữa? Con thằng nào con không chơi cái này. Rồi. Trời ơi la quá trời la các bạn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cứu ai cứu cho nổi. Cái gì vậy mà không biết. Không thấy á. Em cái đuôi vô. Ghét lấy cái dầu chứ không cắt luôn. Cắt cái gì? Trời ơi, kẽm kia nằm ra một bó kẽm, lại lấy kẽm nữa. Không cần kẽm mà cần cái bầu này nè, về đi dành mất nhái rồi bị bại cao vậy. Trời ơi. Khoái mà nhỏ. Ra một lòng bên kia. Ông khoái lấy bằng ngầu á, lấy cái bằng này nè. À, điện dịnh nè, bốn cuốn con nhắc y vậy. Tức. Tức chứ. Ôi cái đồ má, ôi lên cái bụng nó nhiều mà sập đây. Má ơi răng. Răng răng hổ khủng. Ủa má, ôi lên sập cái bụng hết hồn má ơi. Nè. Con này nữa là ba con nha các bạn. Ba con sóc với con cống nhum. Cống nhum. Cống nhum. Kiếm một con rắn. Chúng quay rắn luôn. Rồi, tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Tôi quý giáo luôn bạn ơi, tới điểm này là dính 20 ăn. Trời ơi 20 đã luôn. Chứ hôm nay quá bự luôn. Nè, 20 bự đè lỡ heo. Đó, với con hôm nay bự nữa bạn. Trời ơi hôm nay chà bá luôn nha. Hôm nay con này là nói về bự là bự nha bạn. Trời ơi cắn. Trời ơi cắn luôn bạn. Trời ơi cắn là lý bạn. Trời ơi cắn luôn bạn. Trời ơi cắn heo. À 20 nữa. Bỏ lấy đồ ra đừng lấy đồ đừng lấy 20. Lấy cái bọng ra đựng chuột. Trời ơi, xì chút. Bỏ vô luôn. Em có con chuột này lại chưa rồi, chuột đây rồi. Trời ơi, heo lo, không có lo con chuột. Cái gì mày, mày đi bắt rắn mày sợ rắn rồi rắc chi heo. Tôi ghét. Ôi trời. Tôi bắt lại. Heo lại. Heo ơi. Quyết. Rồi bắt rắn. Mày chạy ra đụng mày đi thằng. Ôi thịt con heo này thiệt chứ. Má mày bự đừng muốn lại. Mày bự. Mày chạy lại con. Con hứa. Như vậy. Rồi bực. Mới cầm á. Đường vô giặt âm. Đi hết luôn rồi. Khu này thì đi tối ngày. Đó đệ tử mình đang bắt rắn hôm nay đâu bạn. Không lại nha. Chào bá luôn nè. Thôi nè. Ây da. Trời thôi đừng cắn vô. Trời ơi đừng cắn nó chú. Ây da. Trời ơi. Trời nè đây phát quá. Đây. Tích nè. Đã. Ui da. Trời ơi. Khoan. Đi. Ui. Le lưỡi các bạn. Rồi để tử mình chụp luôn bạn ơi. Trời ơi. Giỡn mặt hả mày. Giỡn mặt với anh. Ủa má. Cái anh chuột tao quấn để đó đụ mẹ. Má anh thôi lưỡi đéo lọt. Cho qua luôn. Ảnh dính gọt lưới nè. Ôi dồi ôi, nó bự nha bạn. Con này chắc khoảng 3 lần mấy á. 3 lần mấy 4 lạng nha bạn. Đó, dài quá dài luôn. Có 4 lạng hả? Ồ, coi nè.
em làm cho sáng đàng hoàng coi cậu ô sướng nha. Con heo bên đó thì anh làm sấy con chuột các bạn. Nhờ rắn này nữa mới lấy được rồi, bỏ vô mẹ. bỏ rắn vô, bỏ rắn bụng hai con nha, hai con này, con này con thứ hai nha. Ồ rồi bỏ vô rồi, nó phải công vậy đó, đúng rồi đó, không ăn thì lấy bọng cũng giật nữa. Rồi thả ra cái tay tự xuống rồi. Tao gửi thảy. Con heo đi. Ủa, sao? Hai con nha. Cái bồng rắn, cái bồng này chắc nào nghi rắn. Con heo ra đủ mẹ đi xuống điện về quá. Mất mạng. Hai con là được rồi. Hai chục là hai con nha bạn. Đi đi xuống dưới đi. Rồi tới điểm kế tiếp quay cho bạn xem nha. Đuổi cái được coi. Kết thúc video hôm nay là mình được 3 con sóc. 1 2 3 với con chuột cống. Con nhum với hai con hổ lãi nha bạn. Hai con lãi khổng lồ. Heo lại chà bá luôn nha. Với con heo nãy đó là thôi đi săn mà nó sợ rắn các bạn. Đó, kìa kìa, nó cầm con chuột đó, nó kìa, ngồi đi săn mà sợ rắn. Giờ là nó đuối trơ trọi rồi. Má nặng đùm xe. Mở vậy. Đó, kết thúc bên cuộc hôm nay nha. Rồi. Bye bye, tạm biệt các bạn nha.